Và để liên tục chương trình thì Ngọc Thúy sẽ gửi đến quý ông bà cô bác trích đoạn trong vở tuồng Áo Cưới Trước Cổng Chùa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhà của mẹ, nhà của mẹ mà mình thường đứng nép vào đây. Nhưng chị ơi, em có ngờ đâu lời nói chơi kia bỗng trở thành sự thật. Kể từ khi em bước lên chiếc vòng qua để mãi mãi rời xa bên nước Đông. Em thương anh tố trong giới tình mộng mạc với em, mà không chấp thương em đâu ngờ dẻo tay quà tôi em còn mà đập giới số kiếp phù dung. Nay em về đây với chiếc áo cưới màu xanh, em muốn khoác lên chị trong ngày vui hôn lễ. Trời ơi, thì mặc thiệt là vừa thiệt là đẹp chị đó à. Sư tử à, ngoài bác Hải Long còn có bà con xóm lưới, xóm đầu trên cũng như là xóm dưới. Khi nhắc về anh Tô Châu là người con trai giúp bảo anh xứng đôi với con nhỏ thành thật. Nhưng nghĩ lại chỉ là cô gái nghèo côi cút, thưa thớt tính tình, lời nói không có bài môi. Gái xuân chạy khi đi xe cô bắt cá đầu đội khăn non mắt khép nắng mưa. Sao anh chỉ chị là cô trong dòng vô biên. Trên cõi đời này
Oh,